Trên những cánh đồng rộng lớn của nền nông nghiệp hiện đại, máy gặt đập liên hợp hiện lên như minh chứng cho sự khéo léo của con người. Hãy tưởng tượng một cỗ máy duy nhất có khả năng gặt, đập và làm sạch hạt giống chỉ trong nháy mắt. Đó chính xác là những gì mà một chiếc máy gặt đập liên hợp có thể làm được. Trước khi được phát minh, việc thu hoạch là một quá trình tốn thời gian và công sức, thường đòi hỏi một lượng lớn nhân công. Sự xuất hiện của máy gặt đập liên hợp đã thay đổi tất cả, hợp lý hóa quy trình và giảm đáng kể thời gian cũng như sức người. Ngày nay, những cỗ máy này là không thể thiếu, được sử dụng trên toàn thế giới để thu hoạch các loại cây trồng như lúa mì, ngô, đậu nành và lúa gạo. Bằng cách tự động hóa quy trình thu hoạch, chúng cho phép nông dân thu hoạch những cánh đồng rộng lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu lãng phí và tăng năng suất cây trồng. Ở phía trước của máy gặt đập liên hợp là bộ phận gặt, điểm tiếp xúc đầu tiên giữa máy và cây trồng đã chín. Bộ phận gặt cắt cây trồng và đưa chúng vào máy để xử lý tiếp. Có nhiều loại bộ phận gặt khác nhau được thiết kế cho các loại cây trồng cụ thể. Ví dụ, bộ phận gặt ngũ cốc sử dụng lưỡi cắt chuyển động qua lại để cắt thân cây, trong khi bộ phận gặt ngô có các trục xoắn ốc xoay để kéo toàn bộ thân cây ngô vào máy. Khi bộ phận gặt đã cắt cây trồng, hệ thống băng tai sẽ vận chuyển hạt đã cắt về phía trung tâm của máy. Dòng chảy liên tục này đảm bảo rằng máy gặt đập liên hợp có thể hoạt động trơn tru và hiệu quả, xử lý cây trồng mà không bị gián đoạn. Từ bộ phận gạt, cây trồng đã cắt được vận chuyển lên trên bảng băng tai và đi vào trái tim của máy gặt đập liên hợp bộ phận đập. Đây là nơi điều kỳ diệu của việc tách hạt có giá trị khỏi trâu không mong muốn thực sự diễn ra. Bộ phận đập chứa một trong quầy được gọi là tầng trồng, được trang bị răng hoặc thanh kim loại. Khi cây trồng đã cất đi vào bộ phận đập, chúng gặp phải tầng trong đang quay nhanh, tách hạt khỏi thân và vỡ một cách hiệu quả. Hạt đã tách sau đó rơi qua một cái sàng, trong khi trầu nhẹ hơn bị thổi bay bởi một quạt gió mạnh. Việc phân tách ban đầu này đảm bảo rằng chỉ có các hạt có giá trị mới được chuyển sang giai đoạn tiếp theo của quy trình thu hoạch. Phần bôn làm sạch và xử lý hạt giống. Sau khi hạt được tách khỏi trầu trong bộ phận đập, nó sẽ trải qua quá trình làm sạch và xử lý thêm để loại bỏ mọi tạp chất còn sót lại. Hạt đã được làm sạch một phần được chuyển đến hệ thống sàng và quất gió. Các bộ phận này hoạt động song song để loại bỏ mọi cân trầu, rơm hoặc vật chất lạ khác còn sót lại. Các sàng lọc cho phép hạt đi qua trong khi giữ lại các mảnh vụn lớn hơn. Trong khi đó, những chiếc quạt gió mạnh mẽ thổi bay các tạp chất nhẹ hơn như bụi và trầu. Hạt đã làm sạch, sau đó được thu gom trong thùng chứa trên máy gặt đập liên hợp hoặc chuyển trực tiếp đến xe tải đang chờ để vận chuyển đến kho lưu trữ. Phần 5. Tác động và lợi ích của máy gặt đập liên hợp. Việc phát minh ra máy gặt đập liên hợp đã có tác động sâu rộng và lâu dài đến nông nghiệp, thay đổi cách chúng ta sản xuất lương thực. Một trong những lợi ích đáng kể nhất là hiệu quả của chúng cho phép thu hoạch những vùng đất trồng trọt rộng lớn trong thời gian ngắn. Tốc độ và hiệu quả này rất quan trọng đối với nền nông nghiệp hiện đại, nơi các hoạt động canh tác quy mô lớn là phổ biến. Máy gặt đập liên hợp cũng làm giảm nhu cầu lao động thủ công, giải quyết tình trạng thiếu lao động và giúp các hoạt động canh tác hiệu quả hơn về mặt chi phí. Việc giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công cho phép nông dân phân bổ lực lượng lao động của họ cho các nhiệm vụ thiết yếu khác, từ đó nâng cao hơn nữa năng suất chung của trang trại. Phần 6. Kết luận minh chứng cho sự sáng tạo trong nông nghiệp. Máy gặt đập liên hợp là minh chứng cho sự khéo léo của con người và sức mạnh biến đổi của công nghệ trong nông nghiệp. Từ độ chính xác khi cắt của bộ phận gặt đến lực tách của bộ phận đập và quy trình làm sạch tỉ mỉ, mọi khía cạnh đều được thiết kế để tối ưu hóa việc thu hoạch hạt giống và giảm thiểu thất thoát. Tác động của nó đối với nông nghiệp là rất sâu sắc, làm tăng năng suất, giảm chi phí lao động và nâng cao hiệu quả tổng thể. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, chúng ta có thể mong đợi những đổi mới hơn nữa trong thiết kế và chức năng của máy gặt đập liên hợp. Máy gặt đập liên hợp không chỉ là một cỗ máy, nó là biểu tượng của sự tiến bộ trong nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực cho dân số toàn cầu đang ngày càng tăng.